Chào các bạn, rất vui khi các bạn quay lại với kênh Long Việt. Thì trong video hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách chúng ta tăng sub, tăng view, tăng like cho cái video YouTube của mình ngay trên điện thoại của các bạn. Thì đối với những bạn mới làm YouTube, kể cả mình khi mới làm YouTube, thì việc tìm kiếm 1000 sub thật sự là một khó khăn, kể cả đi sub chéo. Và khi mình đăng video lên thì rất ít lượt xem và lượt like cho cái video của mình. Cho nên trong video hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một ứng dụng tăng sub, tăng view, tăng like cho cái video YouTube của mình. Và mình cũng đã trải qua và mình cảm thấy cái ứng dụng này nó hiệu quả. Cho nên trong video hôm nay mình chia sẻ lại cho các bạn cách chúng ta tăng sub, tăng view, tăng like cho cái video YouTube của mình. Ok, ngay bây giờ các bạn cầm điện thoại lên và làm theo mình. Đầu tiên trên điện thoại của mình, các bạn chọn vào select like. Rồi các bạn đánh vào Supply. Thì đây là cái ứng dụng tăng sub, tăng view, tăng like cho cái video YouTube của mình. Các bạn chọn vào cài đặt. Rồi sau khi cài đặt xong, các bạn chọn vào mở. Rồi tại cái giao diện này, nó yêu cầu mình đăng nhập cái tài khoản Gmail của mình vào. Các bạn lưu ý là các bạn đăng nhập cái tài khoản Gmail mà có kênh YouTube là cái kênh phụ của mình. Các bạn không nên đăng nhập cái tài khoản Gmail có cái kênh YouTube là kênh chính của mình. Nếu như các bạn chưa có cái Gmail phụ thì các bạn nên tạo thêm một cái Gmail và các bạn tạo cái kênh YouTube phụ cho mình. Rồi các bạn đăng nhập vào. Rồi các bạn chọn vào đăng nhập. Rồi các bạn chọn cái tài khoản Gmail của mình. Rồi các bạn chọn vào OK. Rồi các bạn chọn vào cho phép. Thì đây là cái giao diện chính của ứng dụng Supply. Đầu tiên các bạn chọn vào hình tròn có biểu tượng hình người. Thì với ứng dụng Supply này thì nó cũng tương tự như những ứng dụng khác. Thì để tăng sub, tăng view, tăng like cho cái video của mình thì các bạn phải tích lũy cái coi của mình. Thì để tích lũy cái coi của mình, đầu tiên nếu như các bạn có điều kiện, các bạn có thể mua cái coi này. Các bạn chọn vào. Thì ở đây nó sẽ có từng cái số coi và cái mức giá của nó. Các bạn mua thì các bạn chọn vào. Ví dụ như mình mua 4.500 coi này, nó sẽ mất hết 24.000. Thì việc thanh toán này nó cũng rất là đơn giản các bạn. Các bạn chỉ còn chọn vào thanh toán bằng Momo. Thì với ví Momo hiện tại đa phần các bạn đã sử dụng. Các bạn chỉ cần chọn vào ví Momo và thanh toán. Rồi tiếp tục các bạn chọn vào like. Thì lần đầu tiên đăng nhập, nó yêu cầu mình đăng nhập lại cái tài khoản Gmail có kênh YouTube của mình là cái tài khoản Gmail lúc nãy các bạn đăng nhập ngay từ đầu. Các bạn nhập vào. Rồi các bạn chọn vào Next. Rồi tiếp tục các bạn nhập password của Gmail mình vào. Rồi các bạn chọn vào Next. Thì với cái phần like này, các bạn đi xem cái video của người khác, các bạn like để tích lũy cái coi cho mình. Điều đặc biệt của ứng dụng Supply này so với những ứng dụng khác thì các bạn có thể để tự động. Các bạn chọn vào. thì lúc này các bạn xem hết cái video này, nó sẽ tự động chuyển qua cái video khác, nó xem để tích lũy cái coi cho mình. Các bạn không cần phải làm thủ công như những ứng dụng khác, thoát ra thoát vô rất là mất thời gian. Tiếp tục các bạn chọn vào shop. Thì cái phần shop này nó cũng tương tự như cái phần like. Các bạn có thể chọn vào tự động. Thì đây nó sẽ tự động share cái video và share cái video của người khác để tăng cái coi cho mình. Với cái ứng dụng này thì các bạn sẽ không tốn thời gian nhiều để tích lũy cái coi cho mình. Các bạn chỉ cần đặt tự động, nó sẽ tự xem, tự share, tự like và tích lũy cái coi cho mình. Rồi sau khi các bạn tích lũy được cái coi cho mình, các bạn chọn vào hình cái loa. Rồi các bạn chọn vào dấu cộng. Rồi tại đây các bạn sẽ đưa cái video mà các bạn muốn tăng sub, tăng like vào. Thì để đưa cái video này vào thì các bạn copy cái đường link của video, các bạn dán vào đây. Thì để copy cái đường link video này, các bạn thoát ra. Rồi các bạn chọn vào YouTube. Các bạn chọn vào cái kênh của mình. Các bạn chọn một cái video mà các bạn muốn tăng sub, tăng like. Rồi các bạn chọn vào chia sẻ. Rồi các bạn chọn vào sao chép đường dẫn. Rồi các bạn quay lại ứng dụng lúc nãy. Rồi các bạn chọn vào đây. Các bạn giữ. Rồi chọn dán. Rồi tiếp tục các bạn chọn vào add. Thì lúc này cái video mình muốn tăng sub, tăng like nó sẽ xuất hiện. Thì tại đây nó sẽ có hai mục. Thứ nhất là subscribe, là tăng cái lượt đăng ký cho kênh của mình. Thứ hai là like, là nó sẽ tăng cái lượt like cho cái video của mình. Rồi ví dụ như ở đây mình chọn subscribe, là tăng cái lượt đăng ký cho cái kênh của mình. Rồi tiếp tục hàng đầu tiên là số lượt đăng ký, các bạn chọn vào. Ở đây nó có 10, 20, 30, 50, 100, 1500. Thì các bạn muốn tăng cái lượt đăng ký của mình là bao nhiêu? Thì cái số lượt đăng ký này nhiều hay ít nó tùy thuộc vào cái số coi mà các bạn có. Ví dụ như ở đây mình chọn 10. Tiếp tục thời gian xem cái video, các bạn chọn vào. Đây là cái thời gian để người khác xem cái video của mình. Thì sau khi xem xong họ đăng ký kênh của mình. 45 giây, 60 giây, 90 giây, 150 giây. Nếu như các bạn để thời gian nó càng dài thì cái lượt đăng ký kênh của mình nó sẽ chắc hơn, nó đỡ bị YouTube hủy sub của mình. Nhưng đổi lại thời gian dài thì nó sẽ tốn rất là nhiều coi của mình. Ví dụ như ở đây mình chọn 90 giây. Thì lúc này nó sẽ tốn hết 900 coi của mình. Ví dụ như mình nâng thời gian lên. Thì lúc này nó sẽ tốn hết 1500 coi của mình. Tùy thuộc vào các bạn thiết đặt cái lượt đăng ký, cái thời gian xem cho nó phù hợp với cái coi mà mình có. Thì bên like nó cũng tương tự như vậy. Sau khi các bạn thiết lập xong, các bạn chọn vào tạo. Rồi nó yêu cầu mình đánh giá ứng dụng, các bạn chọn vào để sau. Rồi lúc này cái video của mình nó đã được đưa vào để tăng sub. Rồi sau khi các bạn đưa cái video của mình vào xong, các bạn có thể chọn vào sub hoặc là like để các bạn tiếp tục đi xem cái video người khác, tích lũy cái coi cho mình. Sau khi tích lũy được nhiều cái điểm coi thì các bạn chọn vào hình cái loa. Các bạn tiếp tục đưa cái video mình vào để tăng lượt xem hoặc là cái lượt like cho cái video của mình. Với những ứng dụng tăng sub, tăng like như thế này thì nó cũng tương tự như các bạn đi sub chéo. Thì các bạn đi sub chéo thì hiện tại YouTube nó vẫn quét và các bạn vẫn bị tuột sub. Và cái ứng dụng này cũng vậy. Cho nên tùy vào trường hợp, tùy vào thời gian, có thể các bạn đạt được rất là nhiều sub và cũng có thể các bạn bị tuột sub rất là nhiều. Cho nên khi sử dụng những ứng dụng như thế này, các bạn cần phải kiên nhẫn, kết hợp với đi sub chéo đồ các kiểu để tăng sub cho cái kênh của mình. Vì kênh YouTube của mình là kênh mới tạo, cho nên việc kiếm lượt đăng ký, lượt xem video, lượt like thực sự là một khó khăn. Ok, vậy là mình vừa chia sẻ xong cho các bạn cách chúng ta tăng sub, tăng like, tăng view cho cái video YouTube của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Long Việt.